cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi xuất hiện trở lại. Vâng, như vậy là chỉ với một thao tác đơn giản thôi thì những chữ ký và ngày tháng trên một tờ giấy đã biến mất. Vâng, sau khi video xuất hiện trên mạng thì đã làm cho rất nhiều người tỏ ra hoang mang. Nếu ai chúng ta chưa biết thì đây chính là một chiếc bút có thể tự bay màu. Và để tìm hiểu rõ hơn thì các bạn hãy cùng xem đoạn phóng sự sau đây. Tờ giấy vay tiền này là một trong những loại giao dịch dân sự phổ biến nhất hiện nay. Thông tin chi tiết từ người vay, số tiền cũng như người cho vay được thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ với một thủ thuật nhỏ như này, nó đã trở thành một tờ giấy trắng. Nhìn bằng mắt thường thì chiếc bút này không có gì đặc biệt so với những chiếc bút đang được nhiều người sử dụng trong công việc hàng ngày. Điều đặc biệt ở chỗ, chỉ trong một thời gian ngắn, nét mực sẽ tự biến mất. Nếu được dùng để ký kết các giao dịch dân sự thì hậu quả pháp lý là rất nghiêm trọng. Đơn giản tôi đưa ra một ví dụ, ông A đang cần một khoản tiền và muốn vay ông B, hai bên ký kết hợp đồng với nhau, vay mượn một khoản tiền ví dụ như 300 triệu, ký kết đàng hoàng. Nhưng sau khi đó, về một thời gian, lết bút không còn, đương nhiên giao dịch đó, việc đòi khoản tiền đó là không được. Như vậy là với những chiếc bút này thì các bạn chỉ cần hơ qua lửa thôi thì chữ nó sẽ biến mất. Còn những bút bình thường thì các bạn có thể hơ thật lực luôn, chỉ có cháy giấy thôi, nét chữ thì vẫn còn. Cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất, các bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.